tê tay. Bây giờ có tê không? Đây, để cầm sát vô. Khi mà em đi xe máy á, em lái xe là không được. Nhưng mà bây giờ có tê không? Rồi, vì cái quan trọng là em nắm tay, là em bóp lại có cứng không? Thấy yếu không? Có yếu hơn. Ok. Rồi, em bị bao lâu rồi? 5-6 năm rồi. Mọi người thấy là nhiều người bệnh cứ để lâu chơi gì lâu dữ vậy hả? Rồi chữa đâu? Uống nhiều là thuốc rồi. Uống nhiều là thuốc rồi. Thôi, ta bắt đầu từ giờ là không uống thuốc nữa. Ha. Rồi tập luyện, rồi chữa trị rồi ha. Được chưa? Để em làm nghề may. Đây đây. Em thử may. Thấy không? Rồi, ok. Em quay tay ra, em quay lưng ra. Rồi em quay cái tay ra. Lên. Đây, mọi người nhìn lên tới đây nha. Ha. Tại vì bao giờ cũng vậy, khi bị đốt sống cổ là bị luôn cái đó. Rồi tay kia. Rồi cái tay này cao hơn. Thành ra tay này khá hơn đúng không? Hả? Lên hả? Sao? Bị gãy xương. Mà bị lâu chưa? 2 năm không sao, vậy tôi dựng không sao. Chứ còn nếu mà mới gãy hôm qua thì dựng cái là rồi luôn. Hả? Ở đây có đau như cô kia không? Hay á, là người nào? Cô kia đi đâu rồi? Bây giờ hết đau chưa? Biết, thầy hỏi. Không, có đây nè. Hết đau rồi, thích quá ha. Đấy, em ráng đi học về chữa cho vợ. Đó, em bao nhiêu tuổi rồi? Mấy? Đó, mà lụ cụ như bà già vậy. Khổ ghê. Để chứng tỏ là nhiều người bị đau quá ha. Đau hả? Đau đâu? À, đau đó nè. Ở đây ít đau hơn nè. Vậy hả? Đau à? Ở nhà bà xã em có giống vậy không? Lên đau đủ thứ. Cái này là sự chịu đau rất tốt. Ở thế hả? Rất là đấy, bây giờ bóp tay lại coi mạnh chưa? Để hơn chút. Tay khác ha. Rồi tay này. Rồi, bây giờ cử động tay lại coi khác chưa? Dễ chịu hơn. À, bên đó còn đau đó. Đau ở đâu đâu? Ở đây nè.
đứng dậy. Đây. Rồi, cử động lại. Dễ nhận nhiều nhưng mà chưa đâu. Rồi, lên đây thượng tài. ngồi trước bây giờ em quay lại thành thần hai chữ này, ok, rồi nắm chặt cái tay lại đó, anh này tao cái này đúng không, rồi cúi mềm xuống, mềm xuống đu theo thầy đó. Em xuống đúng rồi. Đó, thầy nó đau. À. Nó đau đó phải không? Bình Mỹ tan má hết. Nắm chặt lại. Để tôi nắm lại chứ. Hãy lượn theo, thẳng cái tay ra chị nhé, nắm chặt tay đó, đúng rồi, đó đúng rồi, đó được rồi, quay mà lưng lại. Bữa nay đi massage khỏi tốn tiền hả? Nắm chặt lại, rồi không có nắm hai cái đan vào nhau, nắm chặt lại. Đây đây, ok. Rồi, nó dài ra. Hốp mạnh vô, hết bối mạnh vô. Rồi, thôi vậy đi. Nói cho nghe giờ thế nào rồi? Tình hình hiện tại. Chưa hoàn hồn. Sao rồi? Tay lên đốt lên trên cao, tay lên trên, ra xương bả vai, bên này giữa lưng, đấy để lên, cái tay đó còn, cái tay bên đó còn, rồi, ok, sao rồi em? Bên vai này não rồi nãy đau là vai nào đó, vai này rồi, ok, rồi cái tay này em ta để qua đây, đây đây, ok, rồi giơ tay lên, rồi đó, rồi mình chưa. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635.
Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.